chiếc xe chống bạo động, những chiếc xe rất là hiện đại. Và có lẽ ở Việt Nam chúng ta sẽ rất lạ lẫm với những chiếc xe như này. Tuy nhiên có lẽ do kinh nghiệm thì những chiếc xe này thường xuyên xuất hiện tại những trận đấu bóng đá của Indonesia. Mình sẽ đưa mọi người đến tham quan gần hơn. Một bầu không khí rất căng thẳng trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Đây là những người... Hello. Hello. Yes. Đây là những người lính, họ cũng đang chuẩn bị vào nhiệm vụ của mình. Yeah, thank you. Mình đang ghi nhận được ở đây có hàng dãy rất nhiều những chiếc xe cứu thương, những chiếc xe sẵn sàng để phòng những trường hợp xấu nhất dành cho các khán giả, những người đến xem bóng đá. Bởi những quá khứ của nền bóng đá Indonesia thì rõ ràng mọi người biết đó là những quá khứ mà có những chứng kiến, những sự mất mát không đáng có khi xem thể thao. Các bạn có thể nhận thấy rằng ban tổ chức đã bắt đầu sử dụng rất nhiều xe cứu thương và đậu sát quanh sân vận động, quanh lối ra của sân Bukano. Hiện tại thì các khán giả cũng đang lần lượt vào sân.